Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã nêu ý kiến về việc tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Nhận định thời gian qua, ngành điều đã gặp vướng mắc lớn khi hạt điều thô nhập khẩu từ các nước châu Phi sau khi kiểm dịch thực vật được đưa vào chế biến rồi xuất khẩu. Nếu xuất toàn bộ điều nhân thì là hoạt động bình thường, nhưng nếu vì bất cứ lý do gì muốn chuyển điều thô hoặc điều nhân bán nội địa, dù xin nộp thuế và làm đầy đủ các nghĩa vụ tài chính cũng không được. Do đó, đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng đây là lý do đã khiến nhiều doanh nghiệp vô tình bị khởi tố tội buôn lậu. Hiện nay, các nước châu Phi xuất khẩu điều thô cho Việt Nam đều chưa đăng ký và do đó chưa được đưa vào danh sách, đồng nghĩa với việc điều thô châu Phi và nhân điều sau chế biến không được tiêu thụ nội địa. Quy định của Nghị định 15 là đúng và phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho đất nước, cho nhân dân. Việc truy tố, xét xử, bỏ tù doanh nhân và những người liên quan đem điều thô châu Phi và nhân điều chế biến từ nó bán trong nước là phù hợp với điều 188 Bộ Luật Hình Sự. Nhưng hai việc rất đúng ấy với ngành điều thì chưa phù hợp và đem đến những khó khăn và hậu quả không tốt cho ngành điều và đất nước. Đại biểu Trần Hữu Hậu cũng làm rõ thêm những khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay khi nhập điều thô về nhưng bị đối tác hủy hợp đồng, nghịch lý lại không tiêu thụ được tại thị trường nội địa. Doanh nghiệp nhập điều thô về nhưng gặp khó khăn hoặc bị đối tác hủy hợp đồng mua điều nhân nên không đưa vào chế biến hoặc chế biến rồi nhưng không bán được sẽ càng thêm khó khăn và có nguy cơ phá sản do điều nhập tồn kho chất lượng ngày càng giảm, vốn bị động vẫn phải trả lãi cho ngân hàng, từ đó phải mang nợ xấu. Hệ quả là ngân hàng thận trọng khó khăn hơn trong việc cho vay nhập khẩu điều thô do rủi ro cao. Nhiều ngân hàng không cho thế chấp bằng chính lô hàng nhập về do không thể phát mãi để thu hồi nợ khi cần. Điều này ảnh hưởng chung đến toàn ngành điều và đau xót hơn là mặc dù ngành hải quan và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác thông cảm, cố gắng vận dụng các quy định và tình hình thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng trong nhiều trường hợp vẫn phải khởi tố, phạt tù. Trước thực trạng đó, đại biểu Trần Hữu Hậu đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành liên quan cần đàm phán giữa các nước châu Phi tiến hành thủ tục đăng ký điều thô là sản phẩm thực vật được nhập khẩu vào Việt Nam, đồng thời đề nghị chính phủ đơn phương chấp nhận cho điều thô nhập khẩu từ châu Phi và điều nhân chế biến từ chúng được làm các nghĩa vụ tài chính và chuyển bán trong nước với những yêu cầu chặt chẽ về kiểm định an toàn thực phẩm.